Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Lại xin tự giới thiệu, mình là Vinh Thị Lan. Hiện tại mình đang là thực tập sinh của Đại học ETX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP12. Vì hiện tại mình đang học tập tại lớp FD khóa 2 của Đại học ETX. Và trong video ngày hôm nay, mình vô cùng muốn chia sẻ với các bạn những thông tin và hiểu biết về nơi mình đang gắn bó học tập và rèn luyện, đó chính là Đại học ETX. Trước tiên mình muốn chia sẻ đó là sứ mệnh của Đại học ETX. Tại Đại học ETX, sứ mệnh của chúng tôi là tối đa hóa mọi tiềm năng của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới, góp phần làm thay đổi nhận thức và tư duy kinh doanh toàn cầu. Và thứ hai mình muốn chia sẻ đó chính là tầm nhìn của Đại học ETX, đó là hướng tới một mô hình trường học kiểu mẫu, trường tồn và thúc đẩy sự tiến bộ và đem lại hạnh phúc đến cho mọi người. Và thứ ba, mình rất hào hứng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là logo của Đại học ETX. ETX Group là một thương hiệu vô cùng đặc biệt, nó mang trong mình một cái giá trị tư tưởng logic thống nhất và hoàn chỉnh. Từ sứ mệnh, tầm nhìn cho đến tư tưởng cốt lõi và cả lĩnh vực kinh doanh mà Đại học ETX lựa chọn để trường tồn và phát triển mãi mãi. Bây giờ mình xin được phân tích từng chữ cái một. E có nghĩa là ecosystem, dịch ra đó chính là hệ sinh thái kinh doanh. Tiếp theo D có nghĩa là digital và data mining, đây có nghĩa là khai thác dữ liệu. Và X mình cảm thấy vô cùng đặc biệt bởi vì nó có nghĩa là X factor, nói đó thể hiện đó là nhân tố bí ẩn, là sự khác biệt và đột phá. Nói đến đây thì mình xin chia sẻ thêm, nếu mà mọi người chú ý thì sẽ thấy màu sắc của cái logo hết sức là thân thương đối với bản thân mình. Logo nổi bật lên đó là màu xanh da trời. Nó mang cho mình triết lý kinh doanh, đó chính là uy tín là sức mạnh. Ngay bản thân của màu xanh này, nó có một tần số xung động đặc biệt. Nó tác động đến trung khu thần kinh thị giác, nó khiến cho chúng ta hễ khi là nhìn vào sẽ có được cảm giác vô cùng an toàn, tin tưởng và tạo được cảm giác rất là thiện cảm khi từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên chúng ta nhìn vào, và từ đó sẽ xây dựng được uy tín cũng như là niềm tin tất cả mọi người. Và không chỉ có màu xanh thôi đâu, mà đặc biệt đó là chính là màu, còn có màu vàng ở chữ X nữa. Màu vàng cũng có một tần số xung động đặc biệt, nó cũng tác động đến trung khu thần kinh thị giác, và nó lại có mang một ý nghĩa riêng. Nó thể hiện được cái sự hứng khởi, nhiệt huyết cũng như là trẻ trung khi mà chúng ta nhìn vào. Và hơn nữa thì Đại học ETX mang màu vàng vào logo biểu tượng cũng chính là để hướng đến một cái phẩm đức mà Đại học ETX muốn đào tạo ra những đứa con, đó chính là sự nhiệt huyết, bền bỉ, trẻ trung và do lòng đam mê đối với những thứ mà mình theo đuổi. Và khi mà chia sẻ đến đây thì bản thân mình cảm thấy là vô cùng may mắn và tự hào đã trở thành, đã thực sự đứng đây, đã thực sự trở thành một tân binh của Đại học ETX. Và mình rất mong sẽ có thể cống hiến hết sức mình vào sự phát triển của Đại học ETX. Và qua video này mình mong nếu mà mọi người cảm thấy ý nghĩa, hãy đến đây cùng với mình và hãy lan tỏa và cùng nhau phát triển những gì tốt đẹp và ý nghĩa mà mình vừa chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cho đến giờ phút này. Xin cảm ơn.